Giải thoát cũng vậy, không có ngang hàng. Không có ngang hàng tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai chuyển pháp luân vương. Cho nên Như Lai là không ai sánh bằng. Nếu nói có người sánh bằng Như Lai thì thật là vô lý. Lại nữa, giải thoát gọi là không lo buồn. Sự lo buồn đó, ví như một vị quốc vương, vì sợ nạn xâm lăng của những nước mạnh ở gần, bèn sanh ra lo buồn. Giải thoát thì không có như vậy. Ví như những kẻ oán thù bị phá tan rồi thì không còn lo nghĩ, giải thoát cũng thế, chẳng có lo sợ. Không lo sợ tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không buồn vui. Ví như bà mẹ chỉ có một đứa con phải tổng quân chiến đấu nơi xa, bỗng có tin dữ về, bà nghe được lấy làm buồn khổ, sau đó lại nghe rằng con bà vẫn còn sống, bà lấy làm vui mừng. Giải thoát thì không có những việc như thế. Không buồn không vui tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không có bụi nhơ. Ví như vào mùa xuân, sau khi mặt trời lặn thì gió thổi tung bụi mù mịt. Trong giải thoát không có việc như vậy. Không có bụi mù là ví với giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Ví như hạt minh châu trong búi tóc của vị thánh vương không có bận nhơ. Tánh của giải thoát cũng như vậy, không có bận nhơ. Không có bận nhơ là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Ví như tánh chất của vàng thật là không thể hòa chung với cát đá, nên mới thật là vật quý. Người có được vàng nên nghĩ rằng mình có được vật quý. Tánh của giải thoát cũng vậy, như vàng thật quý ấy. Vàng quý là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Ví như cái bình sành khi vỡ phát ra tiếng kêu loảng xoảng, bình kim cang thì không bể vỡ như thế. Giải thoát không có bể vỡ, bình quý kim cang là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Vì thế nên thân Như Lai không thể hư hoại. Phát ra tiếng kêu loảng xoảng ấy cũng như hạt tỉ ma khi trời đang nóng mà để ngoài nắng thì phát ra tiếng nổ. Giải thoát không có những chuyện như vậy. Như bình kim cang quý báu kia chẳng thể bể vỡ mà phát ra tiếng kêu loảng xoảng, dẫu cho có vô số trăm ngàn người cùng đập phá cũng không thể làm cho bể vỡ được. Không phát ra tiếng vỡ loảng xoảng là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Như người bần cùng thiếu nợ những kẻ khác, cho nên bị họ buộc trói, gồng cùng đánh đập chịu nhiều khổ não. Giải thoát thì không có chuyện như vậy. Không có nợ nần. Ví như vị trưởng giả có nhiều của báu, số nhiều vô lượng thế lực tự tại, không hề thiếu nợ người khác. Giải thoát cũng như thế. Có vô lượng của báu là pháp, thế lực tự tại, không thiếu nợ ai cả. Không thiếu nợ ai là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không bị bức thiết. Như mùa xuân gặp nóng, mùa hạ ăn món ngọt, mùa đông chịu lạnh. Trong giải thoát chân thật không có những việc trái ý như vậy. Không bị bức thiết là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, không bị bức thiết đó, ví như có người ăn cá đến no bụng rồi lại uống sữa vào, ắt không bao lâu sẽ chết. Trong giải thoát chân thật không có việc như thế. Như người ấy được món thuốc cam lộ thần diệu mới có thể thoát cơn nguy ngập. Giải thoát chân thật cũng lại như vậy. Món thuốc cam lộ là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Thế nào là bị bức thiết và không bị bức thiết? Ví như có kẻ phàm phu cao ngạo tự nghĩ rằng hết thảy mọi loài đều chẳng thể hại được ta, liền gần gũi tiếp xúc với những loài rắn cọp trùng độc, nên biết rằng người như vậy dù mạng số chưa hết cũng phải chết đột ngột. Giải thoát chân thật không có việc như vậy. Không bị bức thiết là ví như vị chuyển luân vương có một hạt châu thần diệu. Hạt châu ấy có thể hàng phục loài bọ hung và 96 thứ trùng độc. Nếu ai nghe được mùi thơm của hạt thần châu ấy thì các chất độc đều tiêu diệt. Giải thoát chân thật cũng như thế, lìa xa tất cả 25 cảnh giới hiện hữu, các chất độc đều tiêu diệt là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, không bị bức thiết là ví như hư không, giải thoát cũng thế. Hư không ấy là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, chịu sự bức thiết là ví như ở gần cỏ khô mà đốt đèn lửa tất phải cháy bùng. Trong giải thoát chân thật chẳng có việc như vậy. Lại nữa, không bị bức thiết là ví như mặt trời và mặt trăng chẳng bức bách chúng sanh. Giải thoát cũng thế. Đối với chúng sanh không có bức thiết. Không có bức thiết là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là pháp không dao động. Ví như có
sự phân biệt kẻ oán và người thân. Trong sự giải thoát chân thật không có việc như vậy. Lại nữa, không sao động là ví như vị chuyển luân vương, không có thánh vương nào để làm bạn hữu. Nếu vị ấy có bạn hữu, đó là chuyện vô lý. Giải thoát cũng thế, không có chỗ thân cận. Nếu giải thoát lại có chỗ thân cận, cũng là chuyện vô lý. Vị vua kia không có bạn hữu là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai, Như Lai tức là Pháp vậy. Lại nữa, không sao động đó ví như cái áo trắng tinh thì dễ nhuộm các màu khác, giải thoát chẳng phải như thế. Lại nữa, không sao động đó ví như hoa bà sư, nếu muốn cho có mùi hôi và màu xanh, thật là chuyện vô lý. Giải thoát cũng như thế, nếu muốn cho mùi hôi và các màu sắc thì thật vô lý. Vì vậy nên giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là ít có, ví như ở trong nước sanh ra hoa sen, đó là việc bình thường. Nhưng ở trong lửa sanh ra hoa sen mới thật là ít có. Ai thấy được việc ấy đều lấy làm vui sướng. Giải thoát chân thật cũng như thế, như có người thấy được ắt lấy làm vui sướng. Việc ít có là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai, Như Lai tức là Pháp thân. Lại nữa, việc ít có đó ví như đứa trẻ sơ sinh, răng còn chưa mọc, dần dần lớn lên rồi răng mới mọc. Giải thoát chẳng phải như thế, không có việc sanh cùng chẳng sanh. Lại nữa, giải thoát gọi là rỗng không vắng lặng, không có gì là không xác định. Không xác định là như nói rằng hạng nhất thiền đệ rốt cùng không thay đổi, kẻ phạm trọng cấm không thể thành Phật là vô lý. Vì sao vậy? Nếu những người này ở trong chánh pháp của Phật có được lòng tin trong sạch, lập tức sẽ không còn là nhất thiền đệ. Nếu được làm người cư sĩ nam cũng sẽ không còn là nhất thiền đệ. Như kẻ phạm trọng cấm, nếu trừ xong tội ấy ắt được thành Phật. Cho nên nếu nói chắc chắn là không thay đổi, không thành Phật đạo thì thật là vô lý. Trong sự giải thoát chân thật không có những chuyện diệt mất như vậy. Lại nữa, rỗng không vắng lặng là dựa vào pháp giới. Như tánh của pháp giới tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, nếu nhất thiền đề là dứt mất thì không thể gọi là nhất thiền đề. Sao gọi là nhất thiền đề? Nhất thiền đề là kẻ dứt tuyệt gốc rễ của mọi điều lành, lòng không nương theo bất cứ pháp nào. Lòng không nương theo bất cứ pháp lành nào, thậm chí chẳng sanh được một niệm lành. Giải thoát chân thật không có việc như vậy. Không có việc như vậy tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chẳng thể đo lường, ví như một đống lúa có thể biết được số lượng. Giải thoát chân thật chẳng phải như vậy, ví như biển cả không thể đo lường. Giải thoát cũng thế, không thể đo lường. Không thể đo lường tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai.